Công an xã Chư Xê phối hợp với đội an ninh Công an huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập làm việc một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên trang Facebook cá nhân để nhằm mục đích câu like. Đó là Hờ Nang Eban, 20 tuổi, trú tại xã Chư Xê, huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch COVID-19, nhưng khoảng 12 giờ ngày 25 tháng 3, Hờ Nang đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân có tên Phone Idol Eban thông tin là người giường của mình ở cùng huyện đã bị mắc dịch corona. Theo thông tin Hờ Nang đăng tải lên thì hiện người giường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng thời Hờ Nang cũng kêu gọi giường của mình nên trở về điều trị để tránh lây lan dịch bệnh cho người khác. Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút 280 lượt chia sẻ, 316 lượt bình luận. Phần lớn những bình luận thể hiện tâm lý rất hoang mang và lo lắng về dịch bệnh của người dân. Dạ, em và Y Nương là quan hệ dưỡng cháu với nhau ạ. Mục đích hôm nay em đăng tốt là chỉ gây đến sự chú ý của mọi người đến mạng Facebook của em ạ. Em đăng lên tốt với nội dung là nói dưỡng Y Nương bị dịch corona là sai ạ. Chỉ là mục đích cầu like thôi ạ, nhằm thu hút mọi người biết đến Facebook của em ạ. Chứ thực tế dưỡng của em không có bệnh gì hết ạ. Trong lúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đồng lòng ra sức phòng chống dịch COVID-19, thì những thông tin đưa sai sự thật về dịch bệnh như thế này sẽ gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân và rất đáng lên án. Hiện Công an huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý Hờ Nang Eban theo quy định của pháp luật.